Trong tuần quý vị có niềm vui nào không? Có ai có điều gì vui, có tin mừng hoặc là có ơn phước nào mới lạ muốn bước lên đây chia sẻ cùng chính sáng ngày hôm nay không? Dạ mời chị Hạnh. Ba mục sư, kính chào hội thánh. Ông mục sư có nói là hôm nay có niềm vui hoặc là ơn phước thì em cũng không biết là chỉ biết là nói với hội thánh là xin hội thánh cầu thay cho em là tại vì em cũng đã có lịch để mà mổ thì em chỉ biết rằng là cái khi mà mình nghe cái lịch mổ cũng như những cái hành trình mà kế hoạch của bác sĩ thì mình trong lúc đó thì em cầu nguyện và em thấy là em rất là bình an, thành ra em thấy cũng tạ ơn Chúa là mình mỗi ngày mình cũng bắt đầu là thuộc linh của mình lớn mạnh, thì em chỉ biết là cảm tạ ơn Chúa đã cho em lúc nào cũng tin tưởng vào những cái lời cầu nguyện và xin hội thánh cầu thay cho em trong vào ngày 17 tháng 10 là em mổ thì để cuộc ca mổ nó được tốt đẹp. Dạ, cảm ơn hội thánh. Dạ cảm ơn chị. Lại cũng xin hội thánh cầu nguyện cho gia đình của em cũng giống như cháu Minh, có thể cháu thì cháu có tấm lòng nhưng mà có cái là cháu còn con quá chưa thấy, đâm ra là cháu còn lo ngủ kêu hoài giống vậy để đi hội thánh giống như hồi xưa, đâm ra là mình đó là cũng là nỗi buồn của mình, nhưng mà em cũng mong hội thánh cầu nguyện và khi mà gặp được cháu thì khuyên bảo cháu bằng tất cả tấm lòng những cái như là cái em cũng nói với cháu là phải học cái thánh này nọ. Cháu nói con học rồi, cái này con học lúc nhỏ này không, lúc được. Phải coi mỗi ngày và cầu nguyện này nọ. Con cầu nguyện nhưng mà biết là cháu cũng còn ham chơi quá thì cũng xin hội thánh giúp cầu nguyện giùm. Cảm ơn hội thánh. Các em thân yên, muốn bữa nào đi ăn cơm tối với ông mục sư không? Ông mục sư sẽ rủ các con đi ăn tối với ông mục sư và rủ em Minh đi theo luôn. Ok ha, một bữa nào ha. Ok, cảm ơn chị Hạnh có chia sẻ cùng hội thánh. Quý vị biết ngày hôm nay là ngày gì trong năm không? Nếu mà chúng ta ở miền Bắc, mình sẽ thấy cái ngày này rõ hơn. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày đầu mùa thu. Hôm nay trọn vẹn mùa thu và dù vậy thì người ta trong cái bản tin đó người ta nói rằng là khí hậu ở Houston vẫn nóng bức như thường, phải một vài tuần nữa thì nó mới mát giống như là trên miền Bắc. Nếu mà quý vị ở những cái vùng Northwest, Northeast chắc chắn rằng là sẽ thấy rằng là thời tiết nó thay đổi và đây là cái ngày mà nhiều người hay đi du lịch ở cái vùng miền Tây Đông Bắc. Tại vì cái lá của nó bắt đầu đổi màu và rất là đẹp. Hồi xưa có một dịp tôi đi lên trên đó, New Hampshire, có một cái khách sạn mà chúng tôi thường đi lên đó thì tuần nào cũng ở trên cái khách sạn đó. Nhưng mà đến cái ngày đó thì họ không có cho chúng tôi book, họ nói rằng là cái khách sạn đã đầy rồi. Và chúng tôi hỏi tại sao, họ nói rằng là cái khách sạn này họ book 2 năm trước. Là tại vì vùng chung quanh toàn là cây rất là đẹp và chỗ gần biên giới của New Hampshire với lại Massachusetts, cây rất là đẹp và lá nó rất là đổi màu trông rất là thơ mộng. Thành ra nếu mà quý ông bà chị em thích đi du lịch, đây là cái cuối tháng 9, đầu tháng 10 là dịp rất là tốt để mà đi du lịch những cái vùng phía Bắc để thấy cái phong cảnh của thiên nhiên Chúa thay đổi thời tiết như thế nào.
Chúng ta mặc dù rằng là vào đầu mùa thu nhưng mà thời tiết vẫn bình thường giống như là mùa hè ở Houston ở Việt Nam, và chúng ta vẫn vui mừng đến thờ phượng Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Amen. Tạ ơn Chúa. Giờ này xin kính mời anh Vĩnh Phúc bước lên để hướng dẫn thờ phượng. Trước mắt tôi xin có lời chào ông bà mục sư quản nhiệm cũng như toàn thể các ông bà cũng như các anh thanh niên trong hội thánh với lời chào trân trọng nhất. Xin ban hát dẫn của chúng ta chuẩn bị. Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay? Thật không phương thế vô bày. Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hoan mê mà Christ đem huyết mua về. Giống như ông Job trong lúc bị ma quỷ hành hại, ông vẫn giữ được đức tin của mình và ông nói: còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Job đoạn 19 câu 25. Xin mời hội thánh cùng ban hát dẫn chúng ta tôn vinh Chúa. Tôi biết đấng tôi đang biết. Vì sao tôi hướng ân điển hôm nay? Thật không phương thế vô bày. Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hoàn mê mà khi đem huyết mua về. Dẫu vậy bởi biết trên thân tôi đang đi nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thân linh này. Kìa đơn hay bất đủ linh năng gì trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa bạn thương tin đây mà tôi được cứu thế này? Đầu tiên kinh thánh lòng thấy an thương, ân tôi không thể an thương. Dẫu vậy bởi chúng ta cùng nghe.
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Chúng con biết Chúa là đấng sáng tạo ra vũ trụ. Chúa sáng tạo ra chúng con theo hình hài của Ngài. Và Chúa ban ơn phước cho chúng con. Mặc dù chúng con sống trong tội lỗi, Chúa vẫn thương yêu chúng con. Và trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng con để chúng con được trở nên con cái của Ngài. Và Chúa luôn chăm sóc ban ơn phước cho tất cả chúng con từ ngày chúng con tin nhận Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa về điều này. Chúa ơi, chúng con biết rằng trong đời sống chúng con luôn có những chuyện chúng con không biết tương lai của chúng con sẽ ra sao. Chúng con không biết sức khỏe của chúng con sẽ như thế nào. Chúa sẽ giữ cho chúng con sống lâu ở trên đất, hoặc là Chúa gọi chúng con về với Ngài. Chúa con không biết được ngày già nào, nhưng chúng con biết được Chúa luôn quan phòng cho đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con nhớ đến người chị em của chúng con là cô Hạnh, cũng vừa mới chia sẻ với Hội Thánh về ngày cô tháng 10 cô sẽ phải đi giải phẫu. Nguyện xin Chúa thăm viếng cô, ban ơn cho cô, mặc dù cô cũng có được sự bình an ở trong lòng, nhưng chúng con biết được rằng sự cầu thay của Hội Thánh sẽ giúp cho cô được bình an nhiều hơn, gia đình của cô được bình an nhiều hơn, và những người chăm sóc về sức khỏe cho cô cũng được ơn của Chúa để mà hoàn tất công việc một cách tốt đẹp. Chúng con tạ ơn Ngài nhiều. Chúa cũng thăm viếng cho em Minh, con trai của cô, cho em có được đức tin mạnh mẽ từ nơi Chúa, và mọi việc công ăn việc làm của em cũng được hanh thông. Chúng con tạ ơn Ngài nhiều. Chúa, chúng con cũng nhớ đến nhiều người khác ở trong Hội Thánh cũng đau yếu. Chúng con nhớ đến bà cô Bảy cũng đã được về nhà trong ngày hôm qua. Chúa ban ơn phước cho bà và gia đình của bà, cũng như Chúa ban ơn phước cho tất cả các anh chị em khác của chúng con. Chúng con cũng có những điều chúng con muốn cầu xin với Chúa buổi sáng ngày hôm nay, và chúng con mặc dù không nói ra được, nhưng mà Chúa biết trong lòng của chúng con. Xin Chúa ban ơn phước cho tất cả, để tất cả chúng con cùng đều nhớ đến Chúa và tạ ơn Ngài. Chúa, xin Chúa cũng ở với lại em Vincent. Lát nữa đây sẽ nhận thánh lễ báp têm. Xin ở với lại cha mẹ của em, vì cha mẹ của em cũng bận công việc làm ăn mà không có tham dự được. Xin Chúa ban ơn phước cho tất cả các anh chị em chúng con, để mỗi một lúc chúng con thấy có người tin nhận Chúa và nhận thánh lễ báp têm, chúng con biết rằng trên thiên đàng các thiên sứ cũng ca ngợi, và chúng con cũng ca ngợi vui mừng ở trong tình yêu thương của Chúa này. Vẫn xin Chúa ngự trị trong việc những buổi sáng ngày hôm nay của chúng con, và ban ơn phước cho chúng con, cho chúng con nhận được niềm vui từ nơi Chúa để ca hát tạ ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và dâng lời thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời các chúng ta cùng ngồi. Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa. Vì Chúa là Đức Chúa Trời của con, nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn con vào đất bằng phẳng. Thi Thiên đoạn 143 câu 10. Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời. Dù giông tố, sóng gió thay trời, con vẫn tin. Xin chúng ta cùng tôn vinh Chúa thánh ca như ý cha. Xem thấy trước mắt mỗi
đều theo đúng thánh ý an bài. Ngày mai xây kia sẽ tình thương như ý cha. Thì hội thánh bước lên để chúng ta hát bài này cho một lời cầu nguyện cho chính bản thân. Quỳ kính dâng ngợi chúng tôi, quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay, nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn, lời yêu mến cũng hát thân tình, nửa cười mới thắm thiết trong. Con sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời con và trở nên sự cứu rỗi con. Thi Thiên đoạn 118 câu 21. Và trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 có chép: vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Chúng ta cùng tôn vinh Chúa, thánh ca ơn cao sâu. Chúng ta cùng hát mạnh mẽ bài hát này trên tinh thần ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta. Giê-xu cao sâu lắm thầy, cứu chuộc cả ta tội trầy. Thân thiên thầy tương hồn khôn khâu, lấy tiếng thao khét ơn màu. Cho tâm linh tôi này trăng phao, tươi vui thông tha trong đường. Do lớn đã được cứu ơn tiếng là thầy có đủ vàng cho người gian ác dốc tôi đây dài trong bao la ơn các đi phạm tôi dày thần buồn trên gian ác trên xấu xa tôi ô ta luôn tin chúng đang dần Giêsu sống xa thôi. Ôm ta là tim chúng ta dành Giêsu kính khen trời.
Giêsu cao sâu lắm thầy, xúc động tâm hư hoài này, toàn quyền hành động làm nên mới, khiến kẻ tội nên con trời, ban cho tâm yên vui thay. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin cảm ơn Bác Dật, bạn Đại và anh Thông. Chúng ta cùng tiếp tục tôn vinh Chúa, thánh ca dân Chúa thị chung, và sau đó xin mời ban phụ nữ phụ giúp trong việc lấy tiền dân. Chúa Giêsu nhân từ của chúng con, chúng con lớn tiếng tạ ơn Chúa vì việc bao ơn phước Chúa đã ban cho chúng con trong tất cả mọi công việc về sức khỏe đời sống và con cái. Giờ này đây chúng con có lễ vật này xin dâng lên Chúa. Chúng con biết nghe lời Chúa trong việc tạ ơn Chúa và tôn vinh Chúa. Chúng con có lễ vật hôm nay xin dâng lên Chúa. Xin Chúa nhầm lấy để vào công việc phát triển của Hội Thánh là nhà của Ngài. Chúng con cùng luôn cầu xin Chúa tiếp ban ơn phước cho quý ông bà, mục sư và quý con cả Chúa trong Hội Thánh luôn luôn. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh chúng ta cùng ngồi. Sau đây tôi xin gửi đến quý Hội Thánh của chúng ta một vài thông báo cần thiết trong thời gian sắp tới của Hội Thánh chúng ta. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2024, Hội Thánh Lời Chúa sẽ có lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thánh lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, địa chỉ 3134 Fritz Road, Houston, Texas 77038. Quý vị nào có thuận tiện thì chúng ta sẽ ghé đấy để mà chúng ta cùng chia vui với Hội Thánh Lời Chúa.
vào ngày 5 tháng 10. Vào ngày 27 tháng 10 là một cái tin vui cho hội thánh của chúng ta là Chúa Thao có một hội thánh của chúng ta thông công của hội thánh trong tình yêu thương của Chúa Giêsu vào lúc 5 giờ chiều để kỷ niệm ngày bà được rước Chúa về. Đó là một cái nổi với một cái niềm một cái lễ kỷ niệm cái ngày bà Thao về nước Chúa, nhưng mà đó trong Chúa là một cái niềm vui vì bà đang ở thiên đàng và chúng ta đến để chia vui cùng gia đình của ông Thao theo lời mời của ông vào lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 7 năm 2024 tại tư gia của ông. Sau đó thì mục sư sẽ có những cái chi tiết cụ thể là địa chỉ ở đâu như thế nào thì trong thời gian tới thì mục sư quản nhiệm chúng ta sẽ thông báo sau. Và ngày 24 tháng 11 trong lễ tạ ơn thì mục sư Đỗ Kim Phụng sẽ chia sẻ lời của Chúa cho hội thánh chúng ta. Và học kinh thánh tối tư hàng tuần vào ngày 25 tháng 9 là bài quy tắc 4 trong những điều cần thiết của sự cầu nguyện. Chúng ta ôn lại từ bài 1 đến bài 4. Cảm ơn Chúa đã cho mục sư cứ ôn tới ôn lưu để chúng ta biết được chúng ta phải cầu nguyện thế nào và chúng ta nhờ sự cầu nguyện để chúng ta sống như thế nào trong cái thời gian mà chúng ta còn sống theo của Chúa trên đất này. Đó là điều rất là đáng khích lệ và đáng học hỏi. Sau đây chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh đối đáp. Xin kính mời anh Thiên Tường. Sau đây chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 17 đến câu 32. Vậy trong Chúa tôi nói và khuyên này anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. Tâm trí họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, vì sự ngu muội ngự trị trong họ và lòng họ chai cứng. Họ đã mắc cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, tham muốn làm mọi thứ ô uế. Nhưng đó không phải là những gì anh em học từ Đấng Christ. Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đúng như chân lý trong Đức Chúa Giêsu. Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công bình và thánh khiết. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Xin hội thánh cùng tôi đọc câu gốc của ngày hôm nay, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Anh em chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Cảm ơn hội thánh. Sau đây là phần giảng luận của mục sư Bùi Thế Hiền với chủ đề buồn lòng Đức Thánh Linh. Xin kính mời mục sư. Cảm ơn anh Tường. Đã lâu
chúng ta không có cái phần đố vui có thưởng. Thành ra hôm nay tôi sẽ ra một câu hỏi để khuyến khích tất cả quý ông bà anh chị em vận dụng trí óc của mình cùng với lại khả năng nghe và nhìn để cùng học hỏi với nhau những câu kinh thánh về Đức Thánh Linh. Có điều là câu đố hôm nay thì không liên quan gì tới kinh thánh, cũng không nói về một tín lý nào, ngay cả không liên hệ tới tin lành. For a while, we haven't had a question with a prize, so today I'm going to have one. To get you excited in learning about the Holy Spirit, but you may be at a disadvantage because in this name, this tune, and the artist challenge, because I'm going to use a Vietnamese song, so you may not know. I don't think you know the answer. However, if you do, I will double the price. So if you're American, if you do know the answer, you get twice as much as a Vietnamese. All right? Câu đố này, xin quý vị lắng nghe sau mấy giây đầu tiên, đó là nhạc dạo của bài hát. Tại vì câu đố là hỏi về tên của bài hát và người nghệ sĩ trình bày. Vì thế cho nên rồi nghe nhạc dạo, quý vị có thể biết tên của bài hát, nhưng mà phải chờ đến lúc nghe tiếng hát thì mới biết người nghệ sĩ đó tên gì. Đây là một bài nhạc đời, không phải là nhạc thánh, không liên quan gì tới sự cứu rỗi hay là Đức Thánh Linh, nhưng mà lời bài hát có thể dùng để giới thiệu bài giảng hôm nay. Quý vị sẵn sàng nghe chưa? Are you ready? Here's the challenge. Name this tune and the artist. Ai biết giơ tay lên? Chị Liên. Tên bài hát và tên nghệ sĩ. Rồi, chị Nhung. Tên bài hát. Dạ. Tiếp tục trả lời. Cô Hạnh. Hình như là bài đó không phải là Đường Vào Tình Yêu. Đường trong kỷ niệm, buồn trong kỷ niệm. Do Thanh Thúy trình bày, thành ra không có ai trúng thưởng hôm nay. Tuần, mấy tuần khác chúng ta sẽ có câu đố. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đường vào tình yêu của quý ông bà anh chị em có trăm lần vui và vạn lần buồn hay là không? Phải nói rằng đường vào tình yêu của tôi với bà mục sư có trăm lần vui, nhưng chỉ có một lần buồn mà thôi. Hôm nào vui miệng sẽ kể ra cho quý ông vị cùng nghe.
Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem Đức Chúa Trời có bao giờ buồn hay là không. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời có bao giờ buồn hay là không. Mình biết là Đức Chúa Trời là thần, phải không? Chúng ta gọi Ngài là tình yêu thương, là đấng toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn mỹ, toàn tại. Vậy thì quý ông bà anh em có nghĩ rằng Chúa có tình yêu và con đường của tình yêu của Ngài có trăm lần vui, có vạn lần buồn hay là không? God is love. Do you think God also have 100 times of joy and 10,000 times of grief? I think so. Tôi nghĩ như thế. Tôi nghĩ là có. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ngài yêu thương thế gian. Thành ra mỗi một khi nhìn xuống thế gian, thấy con dân của Ngài làm theo lời Chúa, khi gặp hoạn nạn thì tìm đến và cầu khẩn nơi Ngài, luôn luôn bình an trong sự hướng dẫn che chở của Chúa, cho nên Chúa vui. Ngài ban phước cho họ, Ngài giải cứu họ khỏi những hoạn nạn của thế gian. Nhưng mà ngược lại, khi thấy loài người mê tín dị đoan, thờ thần tượng, làm mọi điều xấu, thì chắc chắn là Chúa phải buồn, đúng không? Thành ra tôi nghĩ rằng nếu Chúa có trăm lần vui thì chắc chắn Ngài sẽ phải có vạn lần buồn. Ngay Chúa Giêsu cũng có những lúc vui buồn. Jesus also experienced joy and grief on the cross. He heard one person made him joy, gave him joy. Ngài vui trên thập tự giá khi Chúa Giêsu thấy người tử tội và Ngài nói với người đó rằng: thật, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Khi mà nghe người tử tội nói như vậy thì Chúa rất là vui, đúng không? Nhưng mà trên thập tự giá, khi mà Chúa nhìn xuống dưới hàng chục ngàn người đang reo hò đóng trên hắn trên cây thập tự, thì Chúa phải buồn và Ngài buồn bã. Nhìn xuống đám dân đông hàng chục nghìn người, Chúa nói: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Thành ra quả đúng là ngay Chúa Giêsu cũng có một người làm Ngài vui và vạn người làm Ngài buồn. On the cross, one person gave Jesus joy, but 10,000 gave him grief. Và đoạn kinh thánh ngày hôm nay nói về một số vấn đề khiến Đức Thánh Linh buồn lòng. Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Vai trò của Ngài là ngự trị trong đời sống của con dân Chúa và hàng ngày giúp chúng ta giữ vững đức tin cho đến ngày sau rốt. Và Đức Thánh Linh đã giúp chúng ta sống theo được lời Kinh Thánh để vui hưởng phước hạnh ngay trong cuộc sống hiện tại của thế gian. Vì thế, nếu mà không làm theo lời của Đức Thánh Linh thì Ngài buồn. In today's passage, it says sometimes we give the Holy Spirit grief. Vì thế, điều chắc chắn là lắm lúc chúng ta cũng làm buồn Đức Thánh Linh. Và Phao-lô khuyên các con dân Chúa rằng: anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Đây là câu gốc của chúng ta hôm nay, và câu gốc này là lăng kính giúp chúng ta nghiên cứu đoạn Kinh Thánh nền tảng ngày hôm nay để hiểu rõ được ý của Chúa làm như thế nào để chúng ta không làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Trong câu Kinh Thánh này, quý vị thấy có một cái điều gì liên quan tới bài giảng tuần trước không?
Có ai nhớ tuần trước bài giảng nói về vấn đề gì không? Và trong câu kinh thánh này có điều gì liên quan tới bài giảng đó không? Ấn chứng. Amen. Tạ ơn Chúa. Phaolô nhắc đến vai trò của Đức Thánh Linh trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh là món quà Chúa ban cho chúng ta. Đảm bảo với chúng ta rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt những người tin Chúa cho đến khi lịch sử được kết thúc vào ngày viên mãn. Và Đức Thánh Linh được gắn chặt vào con dân Chúa không chỉ là sự bảo chứng của Ngài về sự cứu rỗi của chúng ta không mà thôi, mà còn là sự cung cấp, là la bàn đạo đức để cho chúng ta, cho tấm lòng của chúng ta, và là nguồn năng lực cho chúng ta có sự sống phong phú trong Chúa. Thành ra, mặc dù là nghe cái điều này nó có vẻ tuyệt vời, nhưng mà Chúa biết chúng ta không thể tự mình luôn luôn sống hoàn toàn đạo đức một cách mạnh mẽ. Và vì thế, Chúa mới ban cho tất cả chúng ta Đức Thánh Linh để giúp chúng ta biết chọn lựa đúng đắn và mỗi một ngày được trở nên giống Chúa nhiều hơn. Có điều là cách người ta đáp ứng lời hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì không có khả quan cho lắm. Kinh Thánh nhiều lần dùng một số từ ngữ tiêu cực để mô tả cách mọi người từng liên hệ với Đức Thánh Linh. In the Bible, it tells people badly behave. Here are some of the examples. Người ta có thể nổi loạn giống như là Esai 63 câu 10 nói, nhưng họ đã nổi loạn và làm buồn Thánh Linh của Ngài. Người ta cũng có thể dập tắt Đức Thánh Linh, giống như là Phao-lô khuyên nhủ ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 19, chớ dập tắt Thánh Linh. Và người ta cũng có thể chống lại Đức Thánh Linh, giống như là lời ông chấp sứ Ê-tiên đã giảng luận ở trong công vụ đoạn 7 câu 51. Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chưa được cắt bì kia, quý vị luôn luôn chống lại Đức Thánh Linh, tổ phụ của quý vị thế nào thì quý vị cũng thế ấy. Và người ta cũng có thể làm buồn lòng Đức Thánh Linh, giống như là câu kinh thánh trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 này nêu ra. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm những việc này. Vì yêu thương chúng ta, Ngài muốn chúng ta trung tín với Chúa, với lời Ngài ở trong Kinh Thánh và cởi mở với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. God wants us to obey the scripture and listen to the Holy Spirit. So, when do you give him grief? Vậy thì quý vị biết khi nào mình làm Chúa buồn hay là không? Khi chúng ta làm điều ác. Đoạn Kinh Thánh nền tảng hôm nay diễn tả sự thật ở trong cuộc sống của mọi người. Đó là điều thiện pha trộn với điều ác. Mặc dù là chúng ta là Cơ Đốc nhân đã tin Chúa, có Đức Thánh Linh ngự trị ở trong lòng, nhưng mà nhiều lúc chúng ta làm những việc thiện, nhưng mà cũng có những lắm lúc chúng ta làm những việc ác. Có thể là trong cuộc sống của người Cơ Đốc nhân thì điều thiện nhiều hơn là điều ác. Điều thiện có là tiếng nói cuối cùng. Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, những gì việc ác có thể làm với điều thiện không nhiều bằng, không hơn những gì mà điều thiện có thể làm cho điều ác. Và chính vì thế, Phao-lô mới khuyên các Cơ Đốc nhân chúng ta trong Ga-la-ti đoạn 6 câu 9 rằng chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Mặc dù vậy, Cơ Đốc nhân vẫn làm nhiều điều ác.
Mặc dù là những điều mà Phaolô nêu ra trong các câu kinh thánh này không có đầy đủ, nhưng mà chắc chắn đã phản ảnh vô số tội lỗi mà người ta thường hay làm. Và tất cả những điều đó làm buồn lòng Đức Thánh Linh. One thing we can grieve the Holy Spirit is the evil way we say to each other. You may have heard, stick and stone may break my bones, but words shall never hurt me. But in reality, the evil they say may hurt you a lot more than sticks and stones. Ông Phaolô nói rằng lời nói của chúng ta có thể làm buồn Đức Thánh Linh. Và các trẻ em người Mỹ thường hay vui đùa với nhau cái câu gậy và đá có thể đánh gãy xương tôi, nhưng mà lời nói sẽ không bao giờ làm tôi đau. Thế nhưng mà trên thực tế, sự thật không phải như thế. Lời nói lắm khi làm tổn thương nặng nề. Phaolô khuyên ở trong câu 25 rằng mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Nếu mà mọi người ở trong thời ông sứ đồ Phaolô thời thế kỷ thứ nhất mà cần phải có cái mạng lệnh đó, thì chúng ta ở trong thế kỷ thứ 21 có cần làm theo điều này hay là không? Sự thật thì có thể mất lòng, nhưng mà lời nói giả dối làm đau lòng cả người ta lẫn Đức Thánh Linh. Cho nên vào thế kỷ thứ 21 này đó, tôi thấy như thế này, là sự giả dối cũng rất là nhiều, mà còn tinh vi hơn là thế kỷ thứ nhất nữa. Người ta có thể giả giọng người khác để mà gọi nhắn tin cho mình, nhiều khi lăng mạ chỉ trích mình hay là khuyến dụ mình làm một cái điều gì đó sai quấy. Có vài ba lần tôi nghe được những cái tin nhắn trong điện thoại cũng như là trong text message khuyến khích tôi bầu cho ông ta, cho bà ta, cho người đó. Tôi không biết rằng là cái lời nói đó nghe thì rất là giống cái người có tên, nhưng mà không biết là thực sự phải là người đó không, hay là AI họ làm. Ngày nay thì người ta khi mà tranh cử với nhau, họ nêu ra rất là những cái điều xấu xa về những người đối thủ của họ. Hôm trước tôi nghe được cái tin về người Haiti ăn thịt mèo, thịt chó, cầm cổ con ngỗng, cắt cổ con ngỗng. Thực sự ra tôi không biết là chuyện đó có hay là không, nhưng mà người ta phao những cái tin như vậy để mà cho hạ bệ những cái người đối thủ của mình. Thành ra sự thật là nhiều cơ đốc nhân chúng ta cũng đôi khi không có nói thật với nhau. Người ta nghe lời dối trá mà còn buồn lòng, huống chi là Đức Thánh Linh. Mà chưa hết, ngày nay còn nhiều cơn thịnh nộ ở trên đường chỉ vì không biết nhường đường cho nhau. Today there's many road rage. Bản chất của cơn giận thì không có gì đáng trách. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng giận nữa, phải không? Mình nhớ rằng là có lần Chúa vào đền thờ và đánh đuổi những người đổi bạc ở trong đó. Thế nhưng mà cơn giận của Chúa Giê-xu không phải là tại vì bất kỳ những cái lời chỉ trích nào của người ta đối với Chúa, nhưng mà chỉ vì những người con dân Chúa cư xử với nhau và không có đúng lẽ với Chúa. Vì thế cho nên Đức Chúa Giê-xu mới nổi giận. Chúng ta không ai thoát khỏi cơn giận cả.
Nhưng mà Phaolô khuyên chúng ta ở trong câu 26, khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng nuôi dưỡng cơn giận nhưng mà hãy bỏ qua. Tại vì ma quỷ rất thích thú khi thấy chúng ta thiếu tự chủ hay giận dỗi lẫn nhau từ ngày này qua ngày khác. Cho nên, xin quý vị hãy đảm bảo rằng quý vị có Đức Thánh Linh ngự trị ở trong đời sống của mình, quản lý sự tự chủ của mình. Nếu không, mình sẽ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. There's one more thing. Còn nữa, Phaolô nói thêm ở trong câu 28. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Quả thật thưa quý ông bà anh chị em, khi mà tôi đọc câu kinh thánh này đó, tôi suy tư rất lâu. Tôi suy nghĩ rất là nhiều ngày này qua ngày khác và tôi cầu nguyện rất nhiều. Tôi cứ tự hỏi ở trong lòng rằng chẳng lẽ vào thời ông Phaolô người ta, người con dân Chúa, người tin Chúa lại hay trộm cắp đến nỗi mà ông Phaolô phải ra cái mạng lệnh như vậy, mạnh mẽ như thế hay là sao? Và rồi tôi hỏi thêm, thế thì thời này cơ đốc nhân có như vậy hay là không? Một số người giải thích như thế này. Vào thời ông sứ đồ Phaolô, thì những người mới tin Chúa hầu hết là những người nô lệ. Nô lệ cho La Mã, nô lệ cho Hy Lạp, hay là cho ngay cả những người Do Thái nữa. Cho nên việc trộm cắp của chủ là chuyện thường tình của những người nô lệ. Và chính vì thế cho nên rồi Phaolô phải nhắc nhở những người mới tin Chúa như thế. Nhưng mà vào thời Môi-se, khi mà ông dẫn dân Do Thái ra khỏi xứ Ai Cập, thì người Do Thái lúc đó đang làm nô lệ tại xứ Ai Cập. Và ông đã được Chúa ban cho 10 điều răn. Quý vị có nhớ điều thứ 8 là điều gì không? Phục truyền đoạn 5 câu 19 nói rằng con không được trộm cắp. Thành ra Phaolô viết ra cái câu kinh thánh đó là đúng chứ không phải rằng là ông nói hơi là quá đâu. Tất cả nhiều người thường hay sống như vậy. Còn một chỗ nữa trong kinh thánh cũng nói về ăn trộm. Ma-la-chi đoạn 3 câu 8 nói, người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng các ngươi nói, chúng con có ăn trộm của Chúa đâu? Các con đã ăn trộm 1/10 và tế lễ và dân. Thế nên chúng ta thấy rằng là kinh thánh nói rất nhiều, và cái câu kinh thánh này trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 8 áp dụng cả thời trước cho đến thời nay. Nhưng mà trong câu 28, Phaolô khuyên chúng ta nên làm ăn lương thiện để được dư dật ơn Chúa ban cho mình, mà dâng hiến rời rộng, mà giúp đỡ những người khác, nhất là những người thiếu thốn cả trong hội thánh lẫn bên ngoài xã hội. Thế rồi Phaolô thêm vào một danh sách những điều xấu ở trong câu thứ 31. More bad things written in verse 31. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Ông viết ra một số danh sách rồi ông nói tơ cùng tất cả những cái điều hiểm độc kia. Phần lớn trong tất cả những cái điều này phản ảnh việc nuôi dưỡng những ý nghĩ và thái độ xấu xa, cay đắng
giận dữ, tức giận, cãi vã, vu khống và tất cả mọi điều ác độc khác. Đó là sự tiêu cực của cơ đốc nhân. Mà sự tiêu cực này không mang vinh quang lại cho Đức Chúa Trời, không cung cấp tấm gương xứng đáng, không làm chứng cho những người chưa tin, không xây dựng hội thánh và không thờ phượng Đức Chúa Trời một cách phải lẽ. Tất cả những điều này đều làm cạn kiệt sự bình an và sự thông công của hội thánh và làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Thành ra chúng ta biết là khi mình làm điều ác, chúng ta làm buồn lòng Đức Thánh Linh, phải không? Nhưng mà chưa hết. Quý vị còn biết khi nào nữa mình làm buồn lòng Đức Thánh Linh không? Khi chúng ta không làm những điều tốt. Hai phương diện, phải không? Khi mà mình làm những điều ác, mình làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Mà nếu mình biết những điều tốt mà mình không làm, mình cũng làm Đức Thánh Linh buồn lòng. Paul concludes in this passage with a positive note. He tells us the things that we may grieve the Holy Spirit, but he also tells us something that we can make him joy. Phần lớn trong số những việc chúng ta làm ở trong câu số 32, Paulo viết như thế này: hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Quý vị có thấy ba cách cư xử với nhau mà Kinh Thánh nêu ra không? Câu Kinh Thánh này nêu ra ba cách, phải không? Đây là ba cái điều tương đối ngắn ngủi. Và chúng ta có rất là nhiều câu Kinh Thánh khác cũng rất là ngắn ngủi và quen thuộc. Chẳng hạn như là hãy tử tế với nhau, hãy yêu thương lẫn nhau, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, đừng xét đoán nhau, cầu nguyện không thôi, vâng lời cha mẹ, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Tất cả những câu này ngắn ngủi, nghe rất quen, tưởng rằng là làm thì dễ, nhưng mà thực sự rất là khó mà làm theo. Lưu ý đến những điều tốt có thể làm. Ông Paulo viết về lời và cách chúng ta nói với nhau, giống như là trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 25. Cơ đốc nhân phải nói sự thật, không phải là nửa sự thật, nhưng mà phải hoàn toàn nói sự thật, tại vì lời nói của chúng ta tác động đến thân thể của Đấng Christ. Trong câu 29, Paulo lưu ý chúng ta cách sử dụng lời nói tích cực. Lời nói của chúng ta phải lành mạnh và hữu ích. Chúng ta phải xây dựng mọi người bằng lời nói của mình. Cái cuộc trò chuyện của chúng ta phải có ích lợi cho người nghe. Nếu chúng ta thực hành lời dạy trong các câu Kinh Thánh này, mọi người xung quanh chúng ta sẽ có hạnh phúc hơn rất nhiều. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Quý vị có nhớ Giác nói như thế nào về cái lưỡi không? James chapter 3 verse 8 say this about the tongue: nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. But no one can tame the tongue. Người ta rất khó mà chế ngự được cái lưỡi của mình. Tự mình thì rất là khó làm. Nhưng mà nếu mà mình nương tựa nơi Đức Thánh Linh, mình có thể làm được. Cho nên đừng
làm buồn Đức Thánh Linh bằng lời nói không tôn vinh Chúa cứu thế và không ích lợi gì cho người khác. Giữa thế gian xấu xa, Phao-lô cũng khẳng định công việc, giá trị của công việc và cách sử dụng tiền bạc. Paul also indicates the value of money. Ông nói, đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Tôi biết, dân Chúa, Cơ Đốc nhân chúng ta, không ích kỷ, nhưng mà nhiều người có lòng thương cảm và quan tâm đến phúc lợi của người khác. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ về mặt thực tế và tài chính. Tuần trước khi mà tôi thông báo rằng là đồng bào Việt Nam của chúng ta đang bị bão lụt và nhà cửa của cải mất mát hết, và nhiều người cũng đóng góp tiền cho cô Thảo để gửi về để cứu trợ đồng bào của chúng ta. Và đấy là tấm lòng của các Cơ Đốc nhân chúng ta, của con dân Chúa chúng ta. Đức Thánh Linh vui lòng khi chúng ta làm những điều đó. Khi chúng ta làm những điều tốt đó, Đức Thánh Linh rất là vui lòng, và Ngài buồn khi chúng ta thấy những điều tốt mà không chịu làm theo. Thánh Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 là một câu kinh thánh đáng ghi nhớ. Hãy nhân từ, dịu dàng và tha thứ. So please remember these three things of great value in verse 32. Kind, compassionate, and forgiving. Đây là một bộ ba phẩm chất cần phải có. Có nhiều từ đồng nghĩa với lại nhân từ, giống như là yêu thương, dịu dàng, tốt bụng, lịch sự, nhã nhặn với người lân cận chẳng hạn. Nhưng mà việc sử dụng nhân từ trong câu kinh thánh này là thái độ rất là tích cực. Tích cực với nhau. Lòng tốt nên là một tiêu chuẩn trong cách tất cả chúng ta cư xử với nhau. Amen. Rồi tương tự như thế. Những người giàu lòng trắc ẩn là những người biết cảm thông và đồng cảm với lại mọi người. Cảm xúc của chúng ta có thể tích cực và nâng cao tinh thần. Hành động nên theo sau cái cảm xúc tốt đẹp của chúng ta. Lòng tốt và lòng trắc ẩn cần phải đi đôi với nhau, cần phải song hành với nhau. Nếu chúng ta không làm như thế, Đức Thánh Linh bên trong chúng ta sẽ buồn phiền. So again, if we don't do these things, the Holy Spirit who's dwelling inside us will grieve. And forgiving is another thing. Tha thứ là một ví dụ khác về việc không làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Tha thứ rất là quan trọng, tại vì nó phản ánh bản chất và hành động của Đức Chúa Trời. Quý vị có nhớ câu cầu nguyện chung không? Khi mà chúng ta cầu nguyện chung thì chúng ta có nói như thế nào? Xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con. Phải không? Mình xin Chúa tha thứ cho mình. Và giống như là mình cũng tha thứ cho những người khác. Sự tha thứ ảnh hưởng đến bản chất nhân hậu và trắc ẩn. Không tha thứ sẽ khiến chúng ta trở thành những kẻ cứng lòng. Hay hờn giận sẽ phá vỡ các mối quan hệ trong và ngoài hội thánh. Khi mà Chúa Giê-xu dạy dỗ về cái bài cầu nguyện chung, Ngài đưa ra cái tầm quan trọng của việc tha thứ. Đây là con đường dẫn đến sự bình an nội tâm. Khi mà chúng ta biết tha thứ, chúng ta sẽ thực sự bình an hơn rất nhiều. Nếu mà chúng ta để
tha thứ được người khác, chúng ta sẽ giải thoát người đó khỏi cái sự căng thẳng của cái nan đề giữa chúng ta với người đó. Đồng thời chúng ta cũng giải thoát chúng ta khỏi cái bầu tâm sự nặng nề của cái chuyện hờn giận. Cho nên xin nhớ rằng điểm mấu chốt là đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh bằng cách không chịu tha thứ. Trong sách Tin Lành Giăng thì Chúa Giêsu diễn tả Đức Thánh Linh theo nhiều cách khác nhau, giống như là Ngài là đấng an ủi, đấng cố vấn, đấng trung bảo hoặc là đấng giúp đỡ những người khác. Đức Thánh Linh đã làm tất cả những điều đó và hơn như thế nữa. Cho nên nếu để Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của chúng ta có thể thoát khỏi tội lỗi chúng ta thường hay làm, và chúng ta sẽ được trưởng thành để chúng ta đối phó với những tội lỗi ít khi gặp mà ma quỷ đang rình rập chung quanh muốn cám dỗ chúng ta. Nếu làm được thế, chúng ta sẽ làm mang lại niềm vui thay vì chúng ta làm buồn lòng Chúa. Đương nhiên, chúng ta không hoàn hảo. Không ai hoàn hảo, nhưng mà chúng ta sẽ được tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có sẵn lòng làm vui lòng Đức Thánh Linh hay không? Amen. Tạ ơn Chúa. Cho nên để kết luận, tôi muốn nhắc lại rằng theo đoạn kinh thánh hôm nay có hai vấn đề rất rõ ràng và đơn giản. Hãy từ bỏ một số điều xấu và đừng bỏ lỡ những điều tốt, không có điều làm. Nếu mà chúng ta có thể làm được hai điều này, chúng ta đang vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và trao quyền cho Đức Thánh Linh để điều khiển đời sống của chúng ta. Kết quả sẽ luôn luôn tốt cho chính mình và cho những người chung quanh của mình. Kết quả cũng sẽ tốt cho sự thông công giữa các anh chị em trong hội thánh chúng ta. Lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ Phaolô trong thư thứ 2 Côrintô đoạn 13 câu 13 rất là cần thiết. Câu đó như thế này: nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh chị em. Chúng ta trải nghiệm sự tương giao giữa chúng ta với Đức Thánh Linh. Đồng thời, chúng ta cũng trải nghiệm sự tương giao giữa chúng ta với lại các anh chị em trong hội thánh. Khi làm những điều tội lỗi và bỏ dở những điều tốt đẹp, chúng ta vừa làm tổn hại đến sự tương giao của dân sự Đức Chúa Trời, chúng ta vừa làm buồn Đức Thánh Linh. Cho nên nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết bỏ đi những việc làm buồn Đức Thánh Linh và luôn luôn cố gắng làm những việc vui lòng Ngài. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em đứng lên cùng tôi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài hôm nay có nhắc nhở chúng con hai việc chúng con phải làm theo. Thứ nhất là chúng con hãy bỏ đi tất cả những điều xấu xa tội lỗi và chúng con cố gắng làm những điều tốt lành mà Kinh Thánh hướng dẫn dạy dỗ chúng con. Chúa ơi, khi chúng con bỏ được những điều xấu, làm được những điều tốt,
Chúng con làm vui lòng Ngài. Nguyện xin Chúa ở với lại tất cả quý ông bà anh chị em chúng con, để chúng con luôn luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn luôn học lời của Ngài trong Kinh Thánh để biết được những điều gì làm vui lòng Chúa, không làm buồn lòng Ngài, để chúng con cố gắng làm theo, để đời sống của chúng con không những đầy phước hạnh cho riêng cá nhân chúng con, phước hạnh cho những người thân của chúng con và phước hạnh cho tất cả các anh chị em khác ở trong hội thánh của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, xin Chúa dứt giấy tất cả chúng con vì ghi nhớ những điều này và luôn luôn cậy ơn Đức Thánh Linh để làm theo. Chúng con tạ ơn Chúa và dâng lời thành kính cầu nguyện trên danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ. Giờ này xin Phúc bước lên hướng dẫn hội thánh hát tôn vinh Chúa và mời em Vincent vào bên trong phòng để chuẩn bị làm lễ báp têm. Có phải em đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của em không? Did you believe that you have a sin against God? Yes. You know that if you sin against God, you cannot do anything to repair it, but you only have to receive Jesus Christ, believe Him, and accept Him as your Savior, then you will be saved. Do you believe in Jesus Christ? You want Jesus Christ to be your Savior, your Christ, your God? No. Thì em Vincent Mạnh Nguyễn đã tin Chúa Giêsu và xin nhận đức tin của em trước hội thánh. Hôm nay tôi sẽ làm thánh lễ báp têm cho em ở trong danh Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh và Đức Chúa Giêsu. Nguyện xin Chúa ban ơn phước cho em, cho em đã chết cái đời sống cũ tội lỗi của em và sống lại trong đời sống mới trong Đức Kính Giêsu. Amen. Tạ ơn Chúa, chúc mừng cho em. Lòng luôn biết biết linh nghiệm không thôi, ở thế gian như cung trời. Lòng luôn biết Giêsu, Giêsu thôi, Giêsu chết thay tôi rồi. Thương xem con sống thấy uế hôm nay, gieo mình tôi xuống bóng trăng trong thay. Lời khen Giêsu suối cây thành cây, tôi được thành cây, được thay thành cây. Cảm tạ ơn Chúa, một người tin nhận Chúa cả thiên đàng vui mừng, và chúng ta ở đây chúng ta cũng vui mừng về điều đó. Hallelujah. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát bài tôn vinh tất lễ, tôn vinh chân thần. Sau đó xin trân trọng kính mời mục sư quản nhiệm chúc phước cho hội thánh. Tôn vinh chân thần của cơ ngô đô, dưới đời chúng sinh tổ quý khắp nơi, trời cao phúc chúng ta gợi ba ngôn. Chúa Cha Trời, tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu Christ và sự thông công mật thiết của Đức Thánh Linh ở với lại toàn thể quý ông bà anh chị em chúng con, cho chúng con luôn luôn nương cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh để sống đẹp lòng Ngài và làm vui lòng những người anh chị em của chúng con, chung quanh chúng con, để chúng con giữ được tình thông công mật thiết của chúng con với nhau và với Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Lễ chung, xin quý vị chúng ta cùng đứng lại một phút.